Ronaldo bị ném chai lọ khi ghi bàn từ chấm 11m. Sau khi ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền, Ronaldo và đồng đội Al-Nassr hứng chịu cơn mưa chai lọ từ khán đài do cổ động viên Al-Ahly ném xuống. Trận đấu vòng 24 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út diễn ra lúc rạng sáng ngày 16 tháng 3 giữa câu lạc bộ đứng thứ 2 và 3 của Saudi Pro League diễn ra với tốc độ khá chậm. Phải đến phút 37, cổ động viên mới được chứng kiến một tình huống tấn công nguy hiểm. Từ quả đá phạt góc, Mary Demiros, Al-Ahly đánh đầu đưa bóng đi trúng xả. 5 phút sau, Al-Nassr có câu trả lời bằng tình huống thoát xuống, dê qua thủ môn rồi dứt điểm vào lưới trống của Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 39 tuổi ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng rồi phải thất vọng khi VAR xác định anh đã việt vị lúc nhận bóng từ đồng đội. Đến phút 57, bóng được đưa vào lưới Al-Nassr sau pha dứt điểm cận thành chuẩn xác của Roberto Firmino. Và một lần nữa vào cuộc và tước đi niềm vui của đội chủ nhà. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 67, trọng tài chính tham khảo VAR và chỉ tay về chấm phạt đền sau tình huống Sami Anaze bị hậu vệ đội chủ nhà ngáng chân trong vùng cấm. Eduardo Mendy, cựu thủ môn Chelsea đã cố gắng gây sức ép nhưng không thể phán đoán được cú sút của Ronaldo. Cả hai bàn thắng gần nhất đều được Ronaldo ghi từ chấm phạt đền. Sau khi lập công, anh ăn mừng siêu ngay trước khu vực cổ động viên đội chủ nhà. Người hâm mộ Al-Ahly đã nổi giận và liên tục ném chai lọ xuống sân. Ronaldo ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp, đồng thời tự phá kỷ lục với bàn thắng thứ 879 trong sự nghiệp, con số chưa cầu thủ nào có thể chạm đến. Pha lập công của Ronaldo giúp Al-Nassr chấm dứt chuỗi 4 trận toàn hòa và thua, đồng thời giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League với 56 điểm, kém Al-Hilal 9 điểm và hơn đội đứng thứ 3, Al-Ahly 9 điểm. Với khoảng cách 16 điểm so với đội đứng thứ 4, Al-Ittihad, Ronaldo cùng đồng đội gần như cầm chắc tấm vé dự vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2024-2025.